không có người gọi là Hòa Thượng Thích Tâm Đức, không có Tịnh Thất Bồng Lai mà chỉ có Tư Thất Bồng Lai, và những người đang sống ở đây không phải là sư thầy, ni cô hay chú tiểu. Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định. Mới đây, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho biết ngày 20 tháng 12 nơi đây đã có công văn gửi ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo khẳng định Tư Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là tư viện hợp pháp do ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Các vị đang sống và sinh hoạt tại Tư Thất Bồng Lai không phải là tu sĩ Phật giáo, do đó không liên quan đến sự quản lý của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Sự việc trên mang tính lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo trục lợi. Chính quyền địa phương đang xác minh làm rõ các sự việc có liên quan. Tại buổi tổng kết công tác Phật sự năm 2019, trong cùng ngày 20 tháng 12, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã khẳng định không có người gọi là Hòa Thượng Thích Tâm Đức, không có Tịnh Thất Bồng Lai mà chỉ có Tư Thất Bồng Lai, và những người đang sống ở đây không phải là sư thầy, ni cô hay chú tiểu. Những người này là giả sư nhằm thực hiện ý đồ riêng, hoạt động bất hợp pháp, giáo hội đang nhờ chính quyền địa phương xử lý. Đại sư Thích Lệ Duyên, chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cho biết, lâu nay những hoạt động của nhóm người sinh sống tại Tư Thất Bồng Lai đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động Phật giáo. Còn Hòa Thượng Thích Thiện Phúc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ cho biết, Tư Thất Bồng Lai có nhiều hoạt động bị các Phật tử và người dân phản ứng. Tuy nhiên, giáo hội không thể có ý kiến vì Tư Thất Bồng Lai không nằm trong sự quản lý của giáo hội. Thẩm quyền xử lý thuộc chính quyền địa phương. Sau những lần gây sóng gió dư luận từ việc hai nhà sư đi hát bolero, năm chú tiểu giành giải thưởng game show truyền hình thách thức danh hài và chuyện một gia đình ở thành phố đưa con đến Bồng Lai đập phá để tìm con gái là Võ Thị Diễm My, 22 tuổi, ngụ Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, những người ở Tư Thất Bồng Lai tiếp tục tung ra các video clip gây bão mạng xã hội. Trong các clip được tung lên mạng, nhóm người ở Bồng Lai cho rằng ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My, đã phối hợp cùng công an huyện Đức Hòa tổ chức bắt cóc con gái của mình, sau đó đưa về nhà riêng ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giam giữ và ép uống thuốc độc. Sau khi đưa thông tin này, nhóm người ở Tư Thất Bồng Lai cho biết họ lo sợ những người lạ sẽ đến giết chết nên phải kéo nhau đi trốn ngoài rừng, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu cho Diễm My. Hậu quả là sau các clip của nhóm người ở Bồng Lai thì trong hai ngày 16 và 17 tháng 12, nhiều người lạ đã kéo đến bao vây nhà của ông Thắng, buộc công an quận Bình Tân phải cử người túc trực bảo vệ. Nhưng có điều lạ, dù những người ở Tư Thất Bồng Lai tung tin phải đi trốn vì sợ bị giết, nhưng lại quay clip đưa đầy đủ hình ảnh thông tin về nơi họ đang trốn cho mọi người biết. Theo thông tin chính thức từ các cơ quan hữu trách, công an huyện Đức Hòa đã mời bà Cao Thị Cúc, chủ Tư Thất Bồng Lai, ông Thắng và Diễm My đến làm việc xung quanh những lùm xùm trước đây giữa gia đình ông Thắng và Tư Thất Bồng Lai. Trong lúc công an đang làm việc thì ông Lê Tùng Vân, người tự xưng là Hòa Thượng Thích Tâm Đức, trụ trì Tỉnh Thất Bồng Lai, kéo nhiều người là đệ tử của ông ta đến trước công an huyện La Ó, cáo buộc công an huyện bắt cóc Diễm My. Do ông Thắng phát hiện tinh thần con gái không bình thường, nghi cháu bị cho uống thuốc hướng thần, nên cơ quan công an cho phép đưa My về nhà chữa bệnh theo đề nghị của ông. Từ đó, những người trong Tư Thất Bồng Lai tung tin lên mạng xã hội nói Diễm My bị bắt cóc, ép uống thuốc độc, làm dư luận dậy sóng. Theo ông Thắng,
Hiện nay Diễm My đang được gia đình thuê bác sĩ riêng điều trị bệnh tại nhà. Sức khỏe và tinh thần của con gái ông đang ổn định, không có chuyện vợ chồng ông bắt cóc con gái đem về nhà ép uống thuốc độc như nhóm người ở Tư Thất Bồng Lai tung tin. Những nghi vấn cần làm sáng tỏ. Giữa lúc những ồn ào ở nơi gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai đang được các cơ quan hữu trách làm sáng tỏ thì mới đây cộng đồng mạng lại đưa nhiều thông tin bất ngờ về Hòa Thượng Thích Tâm Đức Lê Tùng Vân. Theo những thông tin này, trước khi mở Tỉnh Thất Bồng Lai thì vào năm 2007, ông Vân cùng một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, cựu cán bộ của Hội Dân tộc học thành phố Hồ Chí Minh, điều hành một trại từ thiện có tên Thánh Đức tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, được danh nghĩa Trung tâm Từ thiện Hỗ trợ Người Cao Tuổi. Ngoài việc trại từ thiện này hoạt động chui, không phép sử dụng trẻ em để phục vụ mục đích riêng, ông Vân còn bị tố cáo chiếm đoạt nhiều khoản tiền đóng góp cho trại của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Do hoạt động chui mang nhiều tai tiếng nên trại từ thiện Thánh Đức bị các cơ quan hữu trách đóng cửa. Trong thời gian này, ông Vân còn bị tố đang sống cùng lúc với nhiều vợ và có nhiều con, đồng thời lừa đảo nhiều người. Đến năm 2014, ông Vân lại xuất hiện ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, mở cơ sở tu tại gia nhưng tự xưng là chùa Bồng Lai. Cơ sở này do bà Cao Thị Cúc làm chủ, còn ông vẫn làm trụ trì với pháp danh tự phong là Hòa Thượng Thích Tâm Đức. Sau khi tung tin Hoa U Đàm nhà Phật 3.000 năm nở một lần xuất hiện tại chùa Bồng Lai, rồi đến sự việc ông Vân dẫn hai ông thầy chùa giả Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên đi hát bolero. Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên đi hát bolero bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, các cơ quan hữu trách và dư luận chú ý. Ông Vân đổi tên chùa Bồng Lai thành Tỉnh Thất Bồng Lai và vẫn làm trụ trì. Đến lúc ông Vân cho năm chú tiểu đi thi game show thách thức danh hài và ẩm giải, Tỉnh Thất Bồng Lai thu hút nhiều quan tâm của người dân và cộng đồng mạng. Đỉnh điểm thu hút của Tỉnh Thất Bồng Lai là việc cô gái Diễm My từ bỏ gia đình để đến đây tu hành, từ đó dẫn đến sự việc thông tin dậy sóng dư luận và cộng đồng mạng. Riêng việc năm chú tiểu đi thách thức danh hài và giành giải thưởng khá nhiều tiền, vậy Hòa Thượng Thích Tâm Đức Lê Tùng Vân đã làm gì với số tiền này? Theo nguồn tin phóng viên, hiện tại Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa đang tiếp tục điều tra các hoạt động có liên quan đến nhóm người ở Tư Thất Bồng Lai. Một cán bộ ở huyện Đức Hòa cho biết trong thời gian tới mọi việc sẽ sáng tỏ. Trong khi đó, ông 5C, một người tu tại gia ở Tiền Giang, bày tỏ nếu ông Vân thực sự có lòng từ bi, bỏ tiền túi lập cơ sở để cưu mang, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già vô gia cư, lang thang cơ nhỡ thì xã hội rất ủng hộ. Nhưng nếu ông Vân làm việc này vì nhằm lợi dụng những người mà mình cưu mang để kiếm lợi bất chính thì chẳng bao lâu sẽ gặp quả báo.